Trong tất cả các loài động vật, chó là con vật trung thành nhất, thân thiện nhất với con người. Có một chú chó vô cùng tội nghiệp, ngồi ở sân bay hướng đôi mắt buồn bã vào những chiếc máy bay để chờ đợi chủ của mình quay lại đón. Cho dù là thời tiết nắng gắt, hay mưa rào, hay là những người bảo vệ đi tới xua đuổi, đánh đập dã man thì nó vẫn nhất định không rời đi, kiên trì ở nơi đây chờ đợi người chủ của nó. Tưởng chừng chỉ có một mình cô đơn, mong ngóng người quay lại vậy mà có một cậu bé xuất hiện cạnh nó, ở bên để ủng hộ quyết định của nó, một cậu bé luôn có mặt giúp đỡ nó trong lúc gặp nguy hiểm. Vậy chú chó đó liệu có chờ đợi được chủ nhân của mình quay về không? Cậu nhóc kia có giúp chú chó tìm được chủ nhân hay không? Mọi người hãy cùng hóng tìm hiểu nhé. Hôm nay ông chú này có chuyến công tác cực kỳ quan trọng, ông muốn dẫn chú chó Farmer đang được nhốt trong lồng sắt theo. Tới lúc kiểm tra vé ông mới ớ người vì giấy chứng nhận kiểm dịch của Farmer để quên ở nhà. Chỉ còn 20 phút nữa là máy bay khởi hành, cô tiếp viên chỉ ông tới trạm thú y gần đó để xin giấy cấp phép. Tới khám bác sĩ nói với ông Farmer bị viêm màng tai, nên không thể đi lên máy bay được. Hết cách ông quay lại cầu xin cô tiếp viên cho con chó của mình đi qua, nhưng nói thế nào cũng không được, ông nhìn Farmer với ánh mắt đầy bất lực. Sau đó liền quyết định làm một việc đau lòng là thả Farmer ra, và nói lời xin lỗi với nó, ông ném một quả bóng ra xa. Farmer ngây thơ không biết gì, tưởng chủ đang chơi với mình bèn chạy nhanh đi nhặt bóng, mà không suy nghĩ. Khi bắt được bóng quay đầu lại thì không thấy chủ nhân của mình đâu nữa. Ánh mắt đầy sự hối lỗi vì Farmer nghĩ do mình mải chơi, nên ông chủ tức giận đã bỏ rơi mình. Nhìn vẻ mặt tự trách của Farmer mà ai nhìn cũng thấy thương. Máy bay bắt đầu lăn bánh, Farmer liều mạng phi thật nhanh đuổi theo. Tất cả mọi người trên máy bay bất ngờ vì sự xuất hiện của chú chó, còn chủ của nó quyết định nhắm mắt làm ngơ. Farmer nghĩ rằng chỉ cần ngăn cản để máy bay dừng lại, thì nó có thể đi cùng chủ nhân. Phi công nhân cơ hội chú chó ngồi đợi máy bay dừng lại, thì lập tức khởi động để máy bay bay lên. Vậy là một chút hy vọng cũng không còn, nó cố gắng đuổi theo một cách vô vọng. Chủ nhân của Farmer cũng đau lòng không kém khi phải bỏ lại chú chó đã theo mình bao năm nay. Máy bay đã bay lên cao, Farmer thẫn thờ đau lòng nhìn theo, giờ đây chú chó đã trở thành chú chó hoang mất rồi. Ngay lập tức một đám bảo vệ vây bắt nó, Farmer nhanh chân chạy trốn đi, may mắn nhìn thấy cái lỗ để chui thoát, bảo vệ nhanh chóng đuổi theo, gặp người đàn ông nói rằng con chó đã chạy qua bên kia rồi, thế là cả bọn chạy hết qua đó. Hóa ra ông lão đã giúp Farmer trốn khỏi đám người kia, còn đem thức ăn lại cho nó ăn. Đúng lúc đó Farmer nhìn thấy một chiếc máy bay đang hạ cánh, nó tưởng chủ nhân của nó quay lại liền chạy một mạch về hướng máy bay. Nó ngồi đó nhìn từng người một để tìm chủ của mình, nhưng đợi mãi mà không thấy. Đột nhiên một hành khách dẫm phải chân của nó khiến Farmer sủa lên đau đớn. Ông ta còn mắng nó là con chó dơ bẩn, nói nó là chó dại, chó hoang. Đội bảo vệ cũng đã kéo tới, họ chỏng cổ nó và lôi lên xe khiến nó bất lực chỉ biết kêu cứu. Vậy là cuộc sống của nó cứ như vậy kết thúc ư? Đang tuyệt vọng thì ông lão chạy tới nói chú chó chỉ tới tìm chủ nhân mà thôi. Đúng lúc đó xuất hiện có một cậu bé nhân cơ hội chui vào thùng xe. Cậu bé chính là Paul, con trai của cơ trưởng. Sau đó cậu liền nhấn nút mở cửa thả chú chó chạy đi. Rồi cậu bé bị bảo vệ và mọi người trách mắng. Ông lão đi tới bảo vệ cậu bé trước sự công kích của mọi người rằng chó là bạn của con người đấy. Rồi sau đó cha của cậu bé đến bảo lãnh Paul về nhà. Dù là cha con nhưng họ như người xa lạ, vì khi xưa muốn theo đuổi ước mơ của mình mà ông đã vứt bỏ mẹ con cậu ở lại quê nhà. Tới khi người mẹ mất, ông mới đón Paul về sống cùng mình. Cậu rất căm hận hành động của cha mình, luôn chống đối dù đúng hay sai đi chăng nữa. Tối hôm đó Paul lén lút bỏ nhà ra đi, cậu muốn về quê mẹ, cho dù có vào trại trẻ mồ côi cậu cũng sẵn lòng. Tới sân bay mua vé nhưng cậu còn quá nhỏ nên không thể mua được, thế là Paul nhanh ý trốn vào đoàn người để trà trộn lên máy bay, nhưng không có vé thì lên thế nào nổi. Người nhân viên quay lại định nói cho Paul biết nhưng đã không thấy cậu đâu rồi, hóa ra cậu trèo lên gầm máy bay định trốn trên đó để đi về quê. Bảo vệ đi tới kiểm tra cũng không phát hiện ra, nhưng bỗng từ đâu chú chó Farmer đi tới sủa ầm ĩ làm bảo vệ phát hiện ra, thế là một người một chó cùng nhau chạy trốn. Paul còn trách mắng Farmer đã phá hỏng kế hoạch của cậu. Sáng hôm sau, người cha không thấy Paul đâu nên đã đi khắp nơi tìm kiếm, khi tới nơi của ông lão mới biết đêm qua cậu đã ngủ ở đây. Quá tức giận, người cha liền lôi Paul trở về nhà nhưng cậu không chịu, thế là hai cha con cãi nhau xí tỏi. Thấy vậy ông lão liền đưa vali cho người cha rồi bảo ông đi cho kịp chuyến bay. Vậy là Paul ở lại cùng với Farmer, nói với ông lời giận dỗi, nếu không vì nó thì cháu đã rời đi được rồi. Nhưng lúc này, ông kiên nhẫn giải thích cho Paul hiểu nếu không có Farmer, thì cậu sẽ chết khi máy bay cất cánh. Thế là cậu bé hiểu ra mình đã trách nhầm nó rồi, bắt đầu hỏi thăm về Farmer, thông qua ông lão, và người con gái làm tiếp viên Paul mới biết được những gì Farmer đang trải qua. Vì đã từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi, nên cậu hiểu chú chó đang phải trải qua những gì. Paul cùng chú chó đứng trước sân bay ngắm hoàng hôn nhớ về người thân yêu của mình. Hôm sau Paul quyết định sẽ giúp Farmer tìm lại chủ nhân của mình. Cậu liền tới hỏi bà tiếp viên mong rằng có thể tìm được địa chỉ của chủ chú chó. Nhưng bà liền nói phải có đầy đủ thông tin mới tìm được. Cùng lúc đó Farmer chạy tới sân bay tiếp tục tìm chủ của mình.
Trong đoàn người Palmer bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình đang ngày đêm mong nhớ, nên lập tức chạy theo. Người đó lên xe buýt, nó cũng mau chóng đuổi theo sau. Lúc này những tên bảo vệ từ đâu phi tới chặn đường. Palmer lập tức nhảy lên cửa sổ chạy trốn. Sau khi chạy khắp nơi, thoát khỏi vô số bảo vệ, cuối cùng cũng gặp được người mà nó chờ đợi bấy lâu nay. Palmer đi tới liếm vào tay của người đó, nhưng lúc này nó thất vọng vô cùng vì đó đâu phải chủ của mình nên mặt buồn tới đáng thương. Lúc này những tên bảo vệ đã vây xung quanh chuẩn bị tóm sống Palmer, nhưng Paul bất ngờ từ đâu vác cây gậy dài tới giải cứu Palmer. Cả hai trốn sau một bức tường. Vào lúc này bà tiếp viên đi tới đưa cho Paul tờ giấy và hướng dẫn cậu cách thoát khỏi nơi này. Chuyện ầm ĩ vừa rồi đã tới tai quản lý sân bay. Bà ấy trách mắng bố của Paul nếu không nhanh chóng xử lý chuyện này thì sẽ bị đuổi việc. Không còn cách nào khác, người cha tìm một đội bắt chó chuyên nghiệp đi tới chỗ ông lão để bắt Palmer. Thế là Palmer không thể thoát khỏi những người đó, còn Paul chỉ biết khóc lóc van xin không được bắt Palmer. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Cô gái thấy vậy tức giận đưa cho người cha lá thư của Paul viết cho người chủ của Palmer để ông đọc rồi hãy làm điều tiếp theo. Về tới nhà, Paul tranh cãi nảy lửa với người cha. Ông đã làm cho cậu không có tình thương giữa cha và con, bây giờ lại xóa bỏ mong muốn giúp đỡ chú chó của cậu. Paul vô cùng tức giận nói lớn thà cậu ở trong trại trẻ mồ côi, cũng không muốn sống cùng người độc ác như ông. Người cha nghe vậy không nói gì thêm nữa mà còn dỗ dành cậu đi nghỉ, sau đó buồn bã tự trách mình đi ra ngoài xe để ngủ. Lúc này mới lấy lá thư Paul đã viết ra đọc. Đọc xong lá thư, người cha mới hiểu được mọi chuyện, thì ra con trai mình đang làm một việc tốt mà mình lại đi ngăn cản nó. Để sửa chữa lỗi lầm của mình, người cha liền lái xe lai Paul tới chỗ nhốt Palmer, nhưng tới nơi mới biết Palmer đã tự trốn thoát rồi. Tại sân bay, Palmer vẫn chờ đợi, vẫn ôm hy vọng người chủ của mình quay về. Thấy cứ như vậy thì không ổn tí nào, ông lão và Paul quyết định đăng câu chuyện của Palmer lên báo. Câu chuyện của chú chó tội nghiệp nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, mọi người ai cũng quan tâm đến sự việc này, ngay cả đến thị trưởng cũng tới sân bay chụp với Palmer một tấm hình. Từ sau sự việc này, sân bay đã thu hút một lượng khách du lịch khổng lồ tới chụp ảnh cùng Palmer. Người quản lý cũng ra lệnh xây cho Palmer một ngôi nhà nhỏ ở đây. Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm hai cha con Paul được hàn gắn lại. Vào một hôm, Palmer nhìn thấy một chú chó khác được người chủ của nó dẫn lên máy bay. Cuối cùng Palmer cũng hiểu ra rằng không phải người chủ bỏ quên nó, không phải do nó ham chơi khiến người chủ tức giận, mà là chủ nhân không muốn cho nó đi cùng, đã bỏ rơi nó trên cuộc đời này rồi. Tất cả hy vọng của Palmer đã bị dập tắt, quá đau khổ và tuyệt vọng nó buồn bã trở về ngôi nhà mới xây. Palmer nhịn ăn, nhịn uống nằm buồn bã, bây giờ nó sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Thấy Palmer như vậy, Paul lo lắng mời bác sĩ thú y tới khám cho nó, nhưng bác sĩ lại nói Palmer không hề có bệnh nào hết. Vào buổi tối hôm đó, Palmer vẫn nằm đó, nó từ từ mở mắt bỗng nhìn thấy người chủ của mình đi tới, nhưng đâu có phải, đó chỉ là do Palmer suy nghĩ quá nhiều đã gây nên ảo giác. Quá đau buồn và hụt hẫng, mặc cho mưa to gió lớn như nào thì Palmer vẫn cứ nằm đó, không buồn làm gì nữa. Paul thấy nó bất cần như vậy liền đội mưa đi tới cầu xin nó, thậm chí còn cố gắng bế nó vào nhà. Lực bất tòng tâm, cuối cùng Paul đành cởi áo ngoài của mình ra che cho Palmer, rồi động viên nó hay cố gắng vượt qua. Rồi một người một chó cứ thế dầm mưa cùng nhau gặm nhấm nỗi đau ấy. Tới sáng, Paul bị đánh thức bởi chiếc lưỡi của Palmer, cuối cùng nó cũng gạt hết nỗi buồn đi và bắt đầu cuộc sống mới. Đang vui mừng thì người cha nhận được cuộc gọi nói rằng đã tìm thấy chủ nhân của chú chó. Paul buồn bã không muốn cho Palmer rời đi, nhưng người cha nói với cậu, nếu thật sự yêu thương Palmer thì hãy để nó về với chủ nhân của mình. Tới lúc này Paul cũng đau lòng chấp nhận cho Palmer rời đi. Người chủ đi đến kêu tên Palmer, hóa ra đó mới là tên thật của nó, còn Palmer chỉ là cái tên cậu bé đã nghe nhầm. Chú chó chậm rãi đi về người chủ mà mình đã đợi mấy lâu nay. Tới khi Paul đau lòng quay đầu bỏ đi thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Chủ nhân của Palmer nói với người cha rằng thật ra ông không muốn nhận lại chú chó, nhưng do bị sếp ép buộc nên ông mới phải quay về làm như thế này, nếu không sẽ bị đuổi việc. Rồi người chủ cùng với Palmer lên chuyến bay trở về nhà. Nếu chú chó về với chủ của mình thì sẽ giúp thị trưởng có tiếng vang đẹp đẽ. Các nhà báo chuẩn bị chụp lại khoảnh khắc đẹp ấy thì Palmer đi tới chỗ của Paul bỗng nhiên dừng lại. Cậu cố kìm nén không để giọt nước mắt nào rơi nhìn Palmer lần cuối. Lúc này chủ nhân kéo như thế nào thì Palmer cũng không chịu đi tiếp. Nó muốn quay lại với Paul nên đã giằng lấy dây xích chạy một mạch về phía cậu bé. Lúc này thị trưởng tức giận sai người tách Paul và chú chó Palmer ra. Xích nó đưa lên máy bay cùng người chủ kia. Paul hét lớn gọi cha cầu cứu. Đây là lần đầu tiên cơ trưởng nghe thấy con trai gọi mình là cha nên không thèm suy nghĩ bất kỳ điều gì, quyết định bỏ chuyến bay. Tiếp viên cũng lấy lý do Palmer không có giấy phép phòng dịch nên không thể lên máy bay. Lúc này ông chủ nhìn thấy ánh mắt đau khổ của nó, cũng nhận ra rằng Palmer đã không còn thuộc về mình nữa, thấy mình không xứng với sự trung thành của nó nên cởi xích cho Palmer, để nó quyết định chủ nhân mà nó muốn. Sau đó ông giải thích đó không phải là chó của ông, con chó ông nuôi tên là Palmer cơ. Palmer ngay lập tức chạy xuống máy bay phóng về phía Paul, người và chó vui mừng chạy lại ôm nhau, cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ.
Bộ phim tới đây đã kết thúc nhưng đã cho mọi người thấy rằng cho dù là con vật, thì chúng cũng có tình cảm, có sự trung thành, nên hãy yêu thương chúng khi có thể. Hóng phim xin chào và hẹn gặp các bạn trong các bộ phim tiếp theo nhé!